Dạ vâng. Em chào các bác quay trở lại kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, khu Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay thì em lại có một chiếc xe carbon để gửi đến các bác tham khảo đây. Chiếc xe này của em mang thương hiệu Scott, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ các bác nhé. Đây là dòng Scott Foil. Đấy. Có thể nói đây là nó là một cái model cao cấp. Đấy. Cao cấp các bác nhé. Làm nên thương hiệu của hãng Scott đến bây giờ và ở thời điểm hiện tại các bác nhé. Chiếc xe này thì được em tuyển chọn đấu giá và xách tay từ Nhật về. Xe về có đầy đủ giấy tờ mua bán đấy các bác nhé. Xe này em mua ngày 18 tháng 10. Scott Foil size S đời 2016 các bác nhé. Đó. Chiếc xe này có size của hãng thì là size S. Em đo thực tế cái giống ngang của nó các bác nhé. Giống ngang của nó đây. Đo tâm nó là 52. Còn thì đo ống đứng từ trên mặt trên giống ngang xuống cái tâm trục giữa là 46.5. Đó. Và cái con xe này thì nó có một cái nữa là bắt buộc là khi mà ví dụ như em bán xe hoặc là những cái anh em thợ bán xe mà chuyên nghiệp và cũng có sử dụng những cái chiếc xe như thế này để tập thể dục. Đấy. Thì những chiếc xe như này ấy, thì nó có cái bô tăng các bác nhé. Bô tăng là nó đi theo xe và nó của hãng và đi theo xe. Đấy, bô tăng đặc trùng của hãng luôn. Thì mình phải đo cái bô tăng này nữa các bác nhé. Đấy, cái bô tăng này của em thì nó dài 10 cm. Đây, đo tâm. Đó. Thì cái xe này sẽ phù hợp các bác cao từ 1m70 đến 1m75. Đi cái chiếc xe này rất là đẹp các bác nhé. Đó, bình thường thì cây ngang 52 thì em hay tư vấn các bác là 1m68. 1m68 thì cái bô tăng nó sẽ ngắn hơn. Ví dụ tầm độ khoảng 8 phân rưỡi thì các bác đi cái bô tăng em nhầm, nghĩa là 8 phân rưỡi rồi các bác, 1m68. 8 phân rưỡi, 1m68 là các bác đi được. Nhưng mà con này thì cái bô tăng của nó là 10 cm. Đây là 1m70 đến 1m75 các bác đi qua nhé. Đó, sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết cái chiếc xe này để các bác tham khảo. Cái xe này thì có khung sườn toàn bộ carbon. Trời nó đang chỗ em nó đang có mưa bụi bụi. Đấy, nên là nó có dính những cái hạt mưa ở trên mặt khung đấy các bác nhé, ở trên khung. Đây các bác này. Đấy, thời tiết hôm nay nó hơi xấu một chút. Đấy, cái này nó là mưa các bác nhé. Chiếc xe này thực tế ngoài đẹp như mới luôn. Khung sườn carbon. Carbon các bác nhé. Đấy, đây là một cái model cao cấp. Đây là cái carbon của nó cũng là carbon cao cấp. Và cái trọng lượng của nó rất là nhẹ luôn. Đấy, dàn đầu thì là dàn đầu nhôm. Đấy, nhôm này nhưng mà nó là nhôm cao cấp các bác nhé. Và trọng lượng nó cũng rất là nhẹ, nhẹ như carbon luôn. Toàn bộ là dây đi âm sườn. Đấy, dây âm sườn hết các bác nhé. Đấy. Cái dòng này thì cái hàm thắng sau của nó là nó để ở đây. Nó để dưới gầm đây các bác này. Đó. Dưới gầm đây các bác nhé. Đó. Và chiếc xe này thì được hãng trang bị bộ chuyển động của Shimano 105 5008. Chạy với hai đĩa 11 lít các bác nhé. Đây là tay lắc của nó. Này. Tay lắc của nó đây các bác nhé. Tay lắc của nó cực mới luôn, hầu như là em chưa nhìn thấy có cái vết xước gì cả. Bên này thì nó còn nguyên cái miếng ni lông này. Đấy, miếng ni lông nó dán ở cái mặt nạ đây các bác nhé. Đây. Chỗ này thì nó là vết bẩn thôi. Đây. Đó, nó đẹp như mới luôn. Đó. Và xe này thì em đang trang bị cho nó một cái cặp bánh FF của Hà Lan. Cặp bánh FF của Hà Lan, bản này cao 6 cm. Đấy. Vì cái chiếc khung này nó là dòng khung Aero. Khung này thì nó thiên về tốc độ các bác nhé. Thiên về tốc độ. Cái dòng này thì nó quá là nổi tiếng ở Việt Nam mình rồi các bác ơi. Đấy, được anh em chơi xe lâu năm rất là tin dùng cái khung này. Đó. Rất tin dùng các bác, chạy nó rất là nhẹ. Vì nó thiên về tốc độ các bác nhé. Cặp bánh FF của Hà Lan. Bánh này thì nó sử dụng vỏ ruột liền. Đấy, đi theo là một cái cặp lốp Gattokin của Đức các bác nhé. Lốp nó đẹp như mới luôn các bác này. Đấy, lốp đẹp như mới. Đấy, bánh chạy bạc đạn. Lúc nãy thì em có quay cái tiếng nổ và cái độ trớn của nó rồi. Cặp bánh còn đẹp như mới các bác nhé. Cực mới luôn. Đó. Yên thì là yên của Scott luôn. Giờ 2.0. Đấy, đẹp như mới luôn.
toàn bộ là đồng bộ theo xe hết các bác nhé, các bác nhé. Em sẽ đi vào cái phần khung sườn trước của nó này. Khung sườn thì hầu như là em chưa nhìn thấy có xước đâu, chưa nhìn thấy xước. Vâng. Cháu đang quay cái xe tí. Đây. Vâng, để đến mai mai cháu điện ạ. 3 cân gì chú? Vâng. Đây là cọc yên của nó các bác này. Cọc carbon luôn các bác nhé. Đó. Vâng, cháu đang quay để cho khách có xem ạ. Này. Carbon. Con này thì nó có một cái nước sơn, em phải nói là nhìn thoáng qua cái là đã muốn xuống tiền này các bạn. Nhìn thoáng qua một cái là các bác đã muốn xuống tiền luôn rồi. Nó đẹp miên man luôn các bác. Đây. Em phải nói là cái dòng Scott này, cái nước sơn của nó pha và nó phối màu đẹp. Cực đẹp luôn. Khung rất mới các bác nhé. Mới dã man luôn. Đây là tem UCI này. Xe này thì em có tặng cho các bác một cái gọng nước của Elite, thương hiệu của Ý, vào một cái bình nước Elite. Bình này chưa dùng các bác nhé. Gọng này gọng nguyên bản này, à gọng xịn luôn, gọng của Ý luôn các bác nhé. Đó. Dàn đầu thì dàn đầu nhôm, dòng Aero, đây. Aero RR 1.5 Scott. Đó. Dây quấn thứ tất cả zin nguyên bản hết, tay lắc thì đẹp như mới luôn. Nó còn cả cái miếng này các bác có thể hình dung được ra là cái chiếc xe này người ta sử dụng nó ít như thế nào. Đây, hàm thắng 105 này. Đấy, cái má phanh của nó đẹp như mới luôn các bác này. Đó. Sang đĩa 105, giò dĩa 105 5.800 các bác nhé. Nó còn rất là đẹp, nó còn mới lắm. Cái này thì chẳng qua nó có một vài cái vết ố này. Đấy, từ quá nay em bận nên là em chưa có lau chùi gì. Đúng không? Thực tế là nó rất là mới các bác nhé, chứ không phải là nó bị xước xước gì đâu. Rất là mới các bác nhé. Đó. Xích này thì cũng là xích của Shimano, có dập da ban luôn. Củ đề 105 5.800 mới dã man luôn. Lít như thế, mới kinh khủng luôn các bác nhé. Carbon fiber. Con xe này nó nhẹ lắm. Đấy. Sách nó nhẹ tênh à. Đẹp. Quá đẹp các bác ơi. Ở trong này nó có cả chữ đấy các bác này. Đó. Lốp. Spinter. Lốp này nó sản xuất ở Đức luôn các bác này. Đó. Cái này thì bác nào lấy là em sẽ đổ keo các bác nhé. Đổ keo từ vá của Nhật. Cái này thì cái bánh ở bên Nhật về hầu như là cái bánh nào người ta cũng có dán bánh trước bánh sau, có hai cái miếng cân bằng này. Cân bằng các bác nhé. Bánh trước bánh sau chứ không phải là nó bị lỗi người ta dán vào để người ta che đâu. Cái này về cái này có thể là các bác cứ lột ra thôi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng gì các bác nhé. Lột ra thôi. Đấy, hoặc là các bác cứ để vậy. Đấy, nó không phải là bị lỗi. Đẹp lắm rồi. Ừ. Thôi về nấu cơm cho vợ đi. Đây này. Đó. Cái này không xăm à? Có xăm chứ, cái nào thì có xăm. Xăm ấy thì nó bé như ngón tay à? Ừ. Cái này nó bé như ruột gà chứ. Xong là bơm nó như cổ chân ấy. Đây là cứu hộ anh nhỉ. Giấy mua bán thì mua bán. Cái này nó quả gì? Chữ này chữ Tân Nhật chữ đấy. Chữ Nhật đấy. Chữ của mấy anh lùn đấy. Đài Loan nào chứ? Nhật của người ta lại bảo Đài Loan. Vô nhà ông. Đây. Ờ, ông nghĩ là chữ nào thì nó là chữ đấy. Đây các bạn. Đấy. Cái này mới 100% này. Không, nó hàng lướt rồi. Đấy, mới lắm. Cực đẹp. Trong nó lướt nhưng mà nó đẹp như mới, lướt như mới. Nhìn nó như ở trong cửa hàng trong thùng ra đúng không? Ừ. Mới rồi, cái này mới mà. Nhìn mới. Nếu bình thường ra không lấy làm bỏ mới đấy. Ừ, đây.
chung là nó đẹp mà chiếc xe này nó quá mới luôn. Chung là không có điểm trừ. Không có điểm trừ, nó rất là mới. Rất chi là mới luôn. Cái cục này là để tăng giảm cái cụm phanh đằng sau các bác nhé. Đây. Tăng giảm cụm phanh đằng sau. Đằng trước là nó là ngàm hai ốc. Cái ngàm này thì nó khi các bác thắng là nó không bị giật mà nó ổn định hơn là cái ngàm một ốc các bác nhé. Cặp bánh. Bánh đẹp không tì vết luôn. Bánh của Hà Lan. Hanabui Hà Lan. Đây là bánh sau. Nói chung là đẹp không tì vết các bác nhé. Cực đẹp luôn. Đây, giò. Đấy, không đi xước. Chiếc khung này bây giờ giá thị trường các bác nhé. Giá thị trường ở cái thời điểm hiện tại này thì nó tầm khoảng 28-30 triệu. Nguyên cái bộ khung này các bác nhé. Bộ khung này nó rất là giá trị đấy. Rất giá trị luôn. Rồi em vừa quay chi tiết các bác tham khảo chiếc xe Scott Foy, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Đấy, chiếc xe này thì với cái cấu hình hiện tại thì em đang chào bán với mức giá là 48 triệu các bác nhé. 48 triệu tất cả như trong video. Đấy, bác nào mà kinh tế eo hẹp hơn ấy, thì các bác có thể lấy cấu hình bánh nhôm. Lấy cấu hình bánh nhôm ấy thì giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Giá nó sẽ rẻ hơn được mười mấy triệu được các bác. Đấy. Còn này, bác nào có được đủ điều kiện kinh tế thì các bác lấy cấu hình này. Về sau là các bác cũng không phải nâng cấp gì cả. Cấu hình này nó chạy 105-5800 thôi các bác ơi. Nhưng mà em nói thật các bác là nhiều con xe 6-70 triệu để mà mang ra mà chạy là không ăn được con này đâu. Chưa chắc đã ăn được con này đâu các bác nhé. Không phải cứ nhiều tiền là nó chạy nhanh đâu các bác nhé. Đó. Những cái chiếc xe đua đấy, xe nói chung là xe đua như này các bác này. Đó. Nó chạy nhanh hay không, nhẹ hay không, ăn nhau cái bộ khung này các bác này. Ăn nhau bộ khung này các bác nhé đấy. Với lại cái cặp bánh. Nhiều bác là cứ mải mê đi đổi xe, mua con xe 7-80 triệu về chạy không lại mấy con xe 6-70 triệu, đổi con xe hơn 100 triệu, chạy về chạy vẫn không lại. Không phải cứ đắt tiền nó chạy nhanh các bác nhé. Đó. Rồi bác nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe này thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.